Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 20 tháng 1, tại khu tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức tọa đàm học tập nhân cách và bản lĩnh kiên định, sáng tạo của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên. Các đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi tọa đàm. Dự buổi tọa đàm có Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, lãnh đạo một số ban sở ngành, lãnh đạo các địa phương trong tỉnh. Trước khi vào buổi tọa đàm, các đại biểu đã dâng hương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, dâng hương tưởng nhớ Trung tướng Nguyễn Bình tại nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc, bí danh Bưởi Cúc, sinh ngày 1 tháng 7 năm 1915 tại làng Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Mới 4 tuổi, đồng chí đã mồ côi cha, lên 10 tuổi, đồng chí mồ côi mẹ, phải ở với chú ruột tại Hải Phòng. Sống trong cảnh nước mất nhà tan, 14 tuổi, đồng chí đã tham gia hoạt động trong phong trào học sinh đoàn, một tổ chức do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên lãnh đạo tại Hải Phòng. Bị địch bắt kết án và giam cầm ở nơi địa ngục Trần Gian Côn Đảo khi chưa đủ tuổi thanh niên, đồng chí vẫn luôn giữ vững khí tiết của người cách mạng. Qua gần 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã được Đảng giao nhiều trọng trách. Trong đó, Đại hội 6 của Đảng tháng 12 năm 1986, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Báo cáo đề dẫn tại buổi tọa đàm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã nêu rõ về bản lĩnh, sự kiên định, sáng tạo, những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, cũng như những tình cảm đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với quê hương Hưng Yên. Phát biểu tham luận với chủ đề Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, với công cuộc đổi mới để phát triển và hiện đại hóa đất nước. Tại tọa đàm này, tôi đề nghị các tham luận cần làm rõ những vấn đề sau đây. Một là thấm nhuần nhân cách và nghị lực sống có lý tưởng vì dân, vì nước của đồng chí Nguyễn Văn Linh, chú trọng truyền thống quê hương để tiếp tục động viên các thế hệ công dân Hưng Yên học tập nhân cách, bản lĩnh kiên định và sáng tạo của đồng chí Nguyễn Văn Linh trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước, đồng thời nêu bật những thành tựu đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và phương hướng phát triển để xứng đáng với niềm tự hào là quê hương của Tổng Bí thư đầu tiên của thời kỳ đổi mới. Hai là quán triệt học tập sâu nhân cách cao quý và bản lĩnh kiên định sáng tạo của đồng chí Nguyễn Văn Linh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự và quan hệ đối ngoại. Mỗi cá nhân, mỗi đơn vị tự rút ra kinh nghiệm, suy nghĩ và hành động sáng tạo, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả, tăng cường đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, giữ vững lập trường chính trị, đập tan mọi thủ đoạn, âm mưu chia rẽ nội bộ, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Đồng thời vận dụng tinh thần kiên định, sáng tạo của đồng chí Nguyễn Văn Linh trong giai đoạn toàn Đảng bộ và nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Ba là nêu cao tinh thần Nguyễn Văn Linh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, chính quyền, đoàn thể vừa năng động, vừa sáng tạo, vừa kiên định, trung thành với lý tưởng cộng sản, gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Các tham luận tại tòa đàm cần thể hiện được sự vận dụng tinh thần năng động, sáng tạo trong việc tạo nên những chuyển biến về nhận thức, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, từng bước thiết thực góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.
giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với cương vị đứng đầu Ban chấp hành Trung ương khóa 6, đồng chí đã cùng tập thể Trung ương thiết kế và thực thi thành công đường lối đổi mới, đặt nền móng cho lý luận đổi mới, lý luận chủ nghĩa xã hội Việt Nam và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như hiện nay. Lãnh đạo của Thành ủy thành phố trong thời kỳ từ Đại hội 4 đến Đại hội 5, từ Đại hội 5 đến Đại hội 6 đấy, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã trải qua rất nhiều cương vị công tác khác nhau. Từ lãnh đạo công đoàn, lãnh đạo dân vận, lãnh đạo mặt trận, lãnh đạo ở Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, rồi ở Trung ương, bất cứ ở cương vị gì, ở công việc gì mà Đảng phân công, đồng chí đều tỏ rõ một cái sự tận tâm, tận lực và làm việc hết mình. Riêng điều ấy thôi đấy đã cho thấy đạo đức cao cả và trong sáng, vượt qua cả những điều mà cuộc sống đặt ra những thử thách. Ngay những bên thềm đổi mới đấy, không phải ngay từ đầu chúng ta đạt được sự đồng thuận về tư tưởng đâu, mà nhiều sự khác biệt về tư tưởng, thậm chí cả về quan điểm đấy, đã đặt cho mỗi một người ở cương vị lãnh đạo vào cái thử thách rất lớn. Chính đồng chí Nguyễn Văn Linh đã từng phải chịu đựng những thử thách như vậy, nhưng mà vượt qua bằng tất cả nghị lực, bằng sự trong sáng về đạo đức của mình. Thì tôi cho rằng là cái điểm ấy là điểm rất đáng nhấn mạnh cả về bản lĩnh, kiên định và sáng tạo, cũng như nhân cách đạo đức cao cả của đồng chí Nguyễn Văn Linh. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung tham luận vào một số nội dung. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, tấm gương sáng về tận trung với nước, tận hiếu với dân. Đồng chí Nguyễn Văn Linh với cuộc đấu tranh chống tiêu cực những năm đầu đổi mới. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Ảnh hưởng của truyền thống quê hương đối với sự hình thành tư tưởng cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Linh. Quan điểm của đồng chí Nguyễn Văn Linh về cán bộ và công tác cán bộ trong công cuộc đổi mới. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên với việc phát huy giá trị truyền thống yêu nước của nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phấn đấu xứng đáng là trường mang tên Tổng Bí thư đầu tiên của thời kỳ đổi mới. Thế hệ trẻ Hưng Yên học tập và làm theo tấm gương suốt đời vì nước, vì dân của đồng chí Nguyễn Văn Linh. Ảnh hưởng của truyền thống quê hương đối với sự hình thành tư tưởng cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Linh. Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ làm sáng tỏ thêm về thân thế sự nghiệp và những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với cách mạng Việt Nam và tình cảm của đồng chí dành cho quê hương Hưng Yên. Nội dung các tham luận và ý kiến tại tọa đàm khẳng định đồng chí Nguyễn Văn Linh là chiến sĩ cộng sản kiên trung. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng chí luôn giữ vững ý chí người chiến sĩ cộng sản, luôn vững tin vào lý tưởng của Đảng và thắng lợi cuối cùng của cách mạng. Đồng chí đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Linh là nhân cách lớn, song rất bình dị, trung thực, thẳng thắn, chan hòa, gần gũi, tấm gương sáng ngời về đức cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Đồng chí là nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo. Những cống hiến to lớn của đồng chí góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đối với quê hương Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn dành những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc. Đảng bộ và chính quyền nhân dân Hưng Yên luôn ghi nhớ khắc sâu lời căn dặn và kiên trì thực hiện đường lối đổi mới của Đảng mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là người khởi xướng và lãnh đạo. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tri ân công lao to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức tọa đàm học tập nhân cách và bản lĩnh kiên định, sáng tạo của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên. Hội nghị tọa đàm hôm nay tiếp tục làm sáng tỏ phẩm chất cách mạng kiên cường, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực, tôn vinh và khẳng định công lao to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quê hương Hưng Yên, đồng thời tiếp tục khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân với Đảng, Bác Hồ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Một lần nữa, để tỏ lòng tri ân đối với công lao đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, quyết tâm xây dựng Hưng Yên trở thành tỉnh mạnh của toàn quốc Việt Nam như mong muốn
của đồng chí lúc sinh thời, nguyện tiếp tục giữ gìn, phát huy ý nghĩa và giá trị văn hóa của khu lưu niệm và tượng đài để tấm gương tận trung với nước, tận hiếu với dân của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, mãi ngời sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập noi theo.